ông cứ đi đi. Hàng này thì hiện tại là không còn sản xuất nữa rồi anh em nhé. Tất cả những cái hàng như này là đã đều dừng sản xuất rồi mọi người ơi. Cho nên là ai lấy cặp nào lấy càng sớm thì càng đẹp trước nhá, để em Vinh gốm có thể là lọc được cho mọi người nó kỹ hơn. Và hôm nay đã xuất hai đôi, sáng xuất hai đôi rồi, chiều xuất hai đôi nữa. Giá thì vô cùng yêu thương anh em nhé. Tất cả những cái mặt hàng anh em thấy ở trên video đều có bán mọi người nhá. Cái hàng này nặng lắm, như mọi người đã thấy là phải đi bằng thang máy rồi đấy, phải vận chuyển bằng thang máy. Thôi, và bây giờ thì em xuống hỗ trợ ông chú cái. À, không cầm ra. Ê cơ. Nhìn. Không kịp bảo. Mày nhá. Bây giờ dậy cho tí. Đấy, và bây giờ thì đến công đoạn đóng khung gỗ nữa là xong. Anh em nào mà mua thì liên hệ em Vinh gốm nhé. Chào mọi người.